Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh xe giá tốt 24 giờ của em ạ. Lần đầu tiên thì cho em xin chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ạ. Vừa rồi thì anh em cũng đã nhìn qua về nội thất này, cũng như ngoại thất, cũng như là các tính năng an toàn trang bị đặc trưng trên dòng xe Mazda CX-3 này nhá. Và sau đây thì em xin chia sẻ với anh em về giá xe cũng như là tổng chi phí lăn bánh. Vâng, và hôm nay thì em xin tính giá cho anh em ở Hà Nội ạ. Còn anh em ở tỉnh hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, muốn có cái giá tốt nhất hoặc là cái chi tiết về khuyến mại như thế nào thì anh em cứ gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhé, thì em lên chi tiết cho anh em ạ. Dạ vâng, và em xin phép đi vào chi tiết cụ thể dòng Mazda CX-3 này cho anh em nhé. Dòng Mazda CX-3 này thì có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn ạ. Đó là phiên bản 1.5 Premium, phiên bản thứ hai là 1.5 Luxury và phiên bản thứ ba là phiên bản 1.5 Deluxe ạ. Dạ vâng. Đầu tiên là Mazda 3 CX-3 1.5 Premium thì đang có giá niêm yết là 719 triệu ạ. Và nó cũng là giá tính thuế cho anh em luôn nhé. Còn đại lý chúng em thì đang bán với giá là 709 triệu. Trong đó là tặng anh em 10 triệu tiền mặt ạ. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn có một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em cứ nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em, thì em sẽ có giá tốt nhất cho anh em ạ và cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường nhé. Dạ vâng, cái bản 1.5 Premium này thì đang có giá lăn bánh ở Hà Nội là 817 triệu ạ. Nếu anh em trả góp thì phải bỏ ra là 141 triệu nhé. Những khoản em tính cho anh em đó là những khoản như là thuế trước bạ này, tiền biển số này, đăng ký đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí trách nhiệm dân sự nhá, bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhá. Những khoản em chưa tính cho anh em đó là những khoản như là bảo hiểm thân vỏ, thì cái bảo hiểm này là cái bảo hiểm tự nguyện nên là anh em có thể mua hay không là tùy vào sự lựa chọn của anh em thôi. Còn anh em nào mà mua qua trả góp ý, thì mới bắt buộc phải mua và tối thiểu là 1 năm nhé. Vâng, em xin phép đi vào bản thứ hai, đó là bản 1.5 Luxury ạ. Cái bản này thì đang có giá niêm yết là 679 triệu ạ và nó cũng là giá tính thuế cho anh em luôn. Còn đại lý chúng em thì đang bán với giá là 669 triệu và trong đó bao gồm là tặng anh em 10 triệu tiền mặt ạ. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay muốn có một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em cứ gọi điện cho em ạ. Thì em lại có giá tốt nhất cho anh em và cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường ạ. Vâng, cái bản Luxury này thì đang có giá lăn bánh ở Hà Nội đó là 772 triệu nhá. Anh em mà mua trả góp thì phải bỏ ra là 139 triệu ạ. Vâng, những cái khoản em tính cho anh em thì như em đã nói, đó là tiền đăng ký này, biển số này, phí trước bạ này, phí bảo trì đường bộ này và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những khoản em chưa tính cho anh em nữa đó là các khoản như là chi phí bôi trơn hay còn gọi là chi phí lót tay ấy. Thì nó như là lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an, thực ra nó không đáng bao nhiêu đâu, nó chỉ là vài triệu thôi. Vâng, em xin phép được đi vào bản thứ ba cho anh em, đó là bản 1.5 Deluxe. Cái bản này thì đang có giá niêm yết là 639 triệu nhá. Còn đại lý chúng em thì đang bán với giá là 629 triệu ạ. Trong đó thì bao gồm tặng anh em 10 triệu tiền mặt. Vâng. Và cái bản này thì đang có giá lăn bánh ở Hà Nội đó là 728 triệu ạ. Còn anh em mà mua qua trả góp thì phải bỏ ra là 125 triệu nhé. Vâng, em vừa rồi em cũng đã chia sẻ với anh em về giá xe cũng như là tổng lăn bánh cho anh em ở Hà Nội. Còn anh em ở tỉnh hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh ấy muốn có giá tốt nhất hoặc là các chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em cứ nhắn tin và gọi điện cho em, thì em sẽ lên chi tiết cho anh em nhất. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh của em ấy thì anh em hãy đăng ký kênh để nhận các thông tin cũng như là báo giá các dòng xe để anh em có sự chuẩn bị về tài chính một cách tốt nhất. Và còn anh em nào mà muốn review xe hay là cập nhật giá xe của bất cứ dòng xe nào thì anh em cứ comment cho em ở phía dưới ấy, để em cập nhật cho anh em một cách chi tiết và cụ thể nhất. Thôi, em video này em xin phép được dừng tại đây. Xin cảm ơn anh em đã xem video của em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn anh em ạ.